dưới, từ trong ra ngoài, so đấy nè. Và bao giờ em nhìn trên slide cũng có, mình nhìn hết đã, nó nhảy xong chữ đã, và em tưởng tượng nét nào trước này. Ví dụ em nhìn thế này nhá, em đưa tay lên em vẽ, một vẽ theo, hai ba nhá, xong rồi mình mới đặt tay bia viết, được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ học chữ đầu tiên. Bình thường em bảo là em viết thế nào thành chữ cũng được đúng không, nhưng trên thực tế nếu em mà viết sai thứ tự nét thì người Nhật ấy, người ta nhìn sẽ thấy buồn cười, giống như mình nhìn người nước ngoài viết sai nét ấy, đúng không? Nên chúng ta phải học viết đúng nét từ đầu nhá. Này, rồi em sẽ phải có vở ô ly, bút chì, tẩy. Chưa có hôm nay, từ hôm sau em mua cho cô vở ô ly. Vì sao? Chữ tiếng Nhật bao giờ viết trong ô vuông đúng không ạ? Rất là tròn và đẹp. Em sẽ phải sắm vở ô ly, như thế chữ em sẽ đẹp ngay từ đầu, về sau em viết vở khác nó đỡ. Vì sao phải dùng bút chì? Vì không thể tránh được sai sót, tẩy nhiều đúng không? Đi thi mình cũng dùng bút chì được nhá. Đấy, thì mình cần sắm tẩy bút chì và ô ly cho cô. Ichi, ni, phòng. Mấy nét nhỉ? Chữ đầu tiên, ba nét. Ba nét. Hai. Nét thứ nhất, ngang từ trái sang phải. Ichi. Nét thứ hai, em hơi nghiêng, hơi cong một tí thì sẽ đẹp hơn là em viết thẳng. Được chưa ạ? Nét thứ hai. Rồi, nét thứ ba. Chú ý, nếu mà từ này em mà viết như sau thì sẽ bị sai. Ví dụ em viết tiếp dưới này đúng không ạ? Chigaimasu. Em phải nhìn bằng mắt này, bao giờ cũng đo này, mà đều đều này. Được chưa ạ? Rồi, tiếp. Nếu em viết mà nó không có nhô lên như thế này cũng bị sai. Ở đây nó có đoạn này đúng không ạ? Chigaimasu. Chigaimasu. Ichi, ni, san. Ba nét đúng không nhỉ? Ichi, ni, san. Viết phải nhiều vào chứ. Thêm vào nữa. Cái này em chưa có nhô lên này. Ai lại viết mỗi một chữ như thế? Chỗ này vừa nhắc xong. Hai, ok です. いいです. Hai, ok. À です ね. Hai, ok. いいです. Hai. Hai. Ai hỏi gì không? Ai thấy với chữ mình không tự tin thì có thể hỏi, không có lại không quan tâm được hết. Hơi xấu nhưng mà vẫn nhìn ra. Hai. Nguy hiểm nhất là mình viết mà người ta nhìn thành chữ khác đúng không ạ? Còn viết hơi hơi xấu xấu thì vẫn còn tạm chấp nhận. Viết một chữ mà người ta đọc thành chữ khác là chết. À. Đây, cái chữ này của em này. Nhá. Nét thứ nhất này, nét thứ hai em hơi nghiêng thì nó sẽ đẹp hơn mà đúng không? Nét thứ ba. Gì đấy cả. Cái này của em nó thẳng quá, nhìn nó hơi không không được mềm mại, chữ mềm mà nó phải mềm mại hơn một chút. Còn chỗ này của em nhá. Nó cái độ cân bằng nó không có này, bên này, này bé, bên này to này đúng không? Thế này. Đây đây. Cân bằng là độ cân bằng như thế nào? Đây. Em nhìn chữ này với chữ này thì nó khác không? Thứ nhất là em viết nó không trong một ô này, đúng không? Cái đoạn này tự dưng nó ở giữa này. Giữa giữa này nó không cân đối với chữ này. Hai, a à, ですね. Chữ số 2 em học chính là chữ y. Y. Mấy nét nhỉ? Hai nét, so ですね. Hai nét. Y. Nét thứ nhất, em hơi cong lưng một tí và có nét hất này, được chưa ạ? Từ trên nó có nét hất, được chưa? Nét thứ hai. Nét. Chú ý nét thứ hai phải ngắn hơn nét thứ nhất. Em có thể ngắn hơn nửa hoặc là
Nó khoảng 2 phần 3 so với nét thứ nhất là được. Ichi, ni. Nếu em viết dài hơn, đúng không nhỉ? Chẳng may nét thứ nhất em viết, thì nó thành chữ gì nhỉ? Đi, so ne. Chigaimasu. Chigaimasu, sai, đúng nhỉ? Nét đầu dài, nét thứ hai ngắn. Itasuka. I, hai. Mình phải viết theo cái chữ này đúng không? Ừ. Chứ không viết theo chữ này đúng không? Ừ, đấy là nó viết nét thôi. Chữ này là mình phải đẹp vào những chữ kia đâu. Cái này là... Cái này là nó có nét nhưng mà nhiều khi là phông chữ em. Thì là chữ phông chữ đây, ví dụ đây là phông này nó không đẹp, nó không chuẩn. Thì cô đã giải thích rồi, đây là phông chữ chuẩn nhất rồi, em cứ theo này thôi, cái này nó dạy nét thôi. Ừ, đúng rồi, bởi vì cái đoạn này em lại viết tiếp trên này, em thấp cái này xuống một tí nữa nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Thấp xuống một tẹo nữa thôi. Thấp xuống một tẹo nữa thôi. Cái chỗ điểm bắt đầu thấp xuống nữa. Ừ, thấp xuống một tẹo nữa thôi, trông nó sẽ khác. Và em lại viết nó không trong một ô ấy, nên nhìn nó không được đẹp, trong một ô thôi cơ mà. Đúng không? Bao giờ mình nhìn bằng mắt này nó chỉ trong một cái ô này thôi, ví dụ thế. Chứ nó không phải như thế này. Đó, dài quá. Y. Ừ, y desu ne. Chữ A em không đẹp lắm, chữ Y thì được. Này. Y desu ne, so desu ne. Y. A, Y. Ừ, ok. Hai, Y desu ne. Hai. Ừ, ok, ok. Hai. À. Ừ. Chú ý, có nhiều bạn là viết như sau. Cái nét đầu tiên bạn viết hơi tròn này, thế nó dễ thành chữ C. Nét này là chữ C rồi, không được. Ở đây em nhớ là nó cong nhưng nó hất lên luôn rồi mà. Nó có tròn đâu, đúng không? Nó hất lên luôn. Đừng uốn như thế này nữa. Chigaimasu. Chigaimasu. Né, chigaimasu. Ii desu ka? Ii. Em có từ ghép đầu tiên, chữ đầu và chữ đằng sau tạo thành một chữ có nghĩa. Mình sẽ đọc là gì? À, ai, đúng không? Mình đọc luôn nhanh. Ai, nhé. Ai, ai, sợ nhé. Theo em là gì? Tôi. Tôi á? Ừ, sợ chuyện này. Ai giống tiếng Trung ấy, hơi hơi giống tiếng Trung ấy là gì nhỉ? Yêu, sợ là nè, tình yêu, ai, nè. Sợ, ai. Hai, chữ số 3 hàng của hàng đầu tiên là chữ gì nhỉ? Viết là U nhưng mình phải đọc là gì? Ư. Đấy. Chữ này đọc hơi đặc biệt nhá. Viết là chữ U nhưng nó sẽ phải đọc là ư. Bình thường tiếng Việt mình ư thì nó bè mồm đúng không? Bè ư ư ư đấy, ư. Nhưng tiếng Nhật chữ ư này nó phải tròn như chữ U nhưng phải phát âm ra chữ ư nhỉ? Ư, ư, tròn mồm, ư, ư, rồi, từng người nhá. Người học nghiêm túc, bắt đầu. Ư. Ừ? Ư. So desu. Ư. Ừ, nghe khó khăn quá. So desu. Ư. Ư. Ư desu ne. Ư. Ư. So. Hai. Ư. Ừ. Ừ. Sợ. Hai. Hả? Ừ. Mỗi chỉ độ. Mỗi chỉ độ. Sợ. U rồi. U rồi. Hai. Ừ. 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 Hai. Ừ. 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 Hai. Ừ, shizuka. Trật tự. Không nghe thấy âm các bạn phát ra. Hai. So desu ne. Hai. Hai. Mỗi chữ độ. Ừ. Hai. Ừ. Ừ desu ne. Hai. 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 Yomimashita. Ừ. Hai. Hai, ok. Hai. Ừ. Hai. Hai.
desne. Hai. Cách viết đúng nhỉ? Đấy là cách đọc, em đọc đúng rồi. Tiếp theo là cách viết mấy nét? Hai, hai nét. Ichi, ni desne. Nét đầu tiên. Nếu em viết ngang cũng được nhưng nó sẽ xấu, em viết hơi nghiêng. Ừ. Ừ, trên xuống này. Ii desu ka? Và nét thứ hai. Hình cái tai đúng không? Em cứ cách nhớ dễ là ù tai thì là liên quan chữ ư ấy. Ù tai tức là liên quan tai đúng không? Ư, hình cái tai đấy thì nó dễ viết. Chú ý, em không cần phải uốn éo thế này. Vì nó sẽ dễ thành chữ ra